Mặt hồ vắng lặng không một bóng người, nhưng cô bé này vẫn khăng khăng nói chúa đang đứng trên mặt hồ. Đột nhiên một cơn gió ập đến, chú chim nhỏ đã chết trên tay cô bé bỗng dưng sống lại. Anh trai và bạn gái vô cùng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Tối đến, cô bé kể lại cho mẹ nghe chuyện hôm nay, còn nói chúa sẽ đến đưa cô lên thiên đàng sớm thôi. Lời này của cô bé khiến mẹ giật mình. Bà cho rằng con gái không hiểu ý nghĩa của việc lên thiên đàng, bèn ngồi dậy giải thích cho cô. Nhưng tối hôm đó, cô bé đột nhiên bị sốt, người nhà gọi bác sĩ đến. Bác sĩ nói rằng cô bé chỉ bị cảm thông thường. Mẹ cô lại nói chuyện cô bé nhìn thấy chúa cho bác sĩ nghe. Bác sĩ nói gia đình nên tin tưởng vào khoa học. Tối hôm đó, bố mẹ Sarah phát hiện ra một bức tranh của con gái, trên mặt hồ có một bóng người. Bố mẹ Sarah biết rõ con gái không có năng khiếu hội họa, như vậy hai người bắt đầu có chút lo lắng. Cô gái tên là Sarah, một cô bé lương thiện. Ngày hôm sau, Sarah lấy ra một bức tranh đưa cho bạn học. Bức tranh chính là hình ảnh cậu bạn học đang chơi bóng rổ, nhưng anh bạn này tàn tật nửa người, không thể nào chơi bóng được. Đột nhiên một chiếc xe từ đâu lao đến, một chú chó màu đen đã bị tông chết. Sarah thấy vậy bèn đi đến bên cạnh chú chó. Cô nhắm mắt lại thành tâm cầu nguyện. Người đã cứu sống chú chim nhỏ bên hồ, xin người hãy cứu lấy chú chó đáng thương này. Chú chó đột nhiên mở mắt ra đứng dậy, nó bắt đầu nũng nịu cảm ơn Sarah, rồi chạy về bên cạnh chủ nhân. Anh bạn da đen nhìn thấy cảnh này có chút ngây người, cậu hy vọng Sarah có thể giúp mình đi lại được. Sarah đồng ý và nắm lấy tay cậu. Cô bắt đầu cầu nguyện với chúa để chân của cậu ấy có thể đi lại được. Vậy mà lần này kỳ tích lại không xuất hiện. Nhưng không ai ngờ được, ngày hôm sau, cậu bạn ở trong bệnh viện đã có thể cử động được chân. Bác sĩ thấy vậy cũng rất kinh ngạc, vì dây thần kinh của cậu bạn đã bị đứt nên đây là điều không thể nào. Nhưng quay đi quay lại đã thấy cậu bạn tự mình đứng lên được. Chuyện này vừa hay bị phóng viên đang ở bệnh viện phát hiện ra. Bản tin thời sự tối ngày hôm đó đã đưa tin về câu chuyện của Sarah. Rất nhiều người đã biết được tin này qua TV. Ngày hôm sau, người người nhà nhà đổ xô đến trước cửa nhà Sarah. Biết được năng lực của Sarah, bọn họ đến đây để cầu xin giúp đỡ. Sarah lương thiện thấy vậy rất muốn ra ngoài, nhưng bố cô đã ngăn cô lại. Con chỉ là một cô bé, nếu như những người này được chữa khỏi, con sẽ không còn cơ hội làm người bình thường nữa. Con hiểu chứ? Bố cô lo lắng cũng là chuyện hiển nhiên, vì ông chỉ muốn con gái làm một người bình thường. Sau đó, Sarah lại muốn giúp đỡ những người tội nghiệp ngoài kia. Cô bước ra ngoài, nắm lấy tay của một cô gái, cùng với lời cầu nguyện chân thành của Sarah. Sắc mặt trắng bệch của cô gái này đang dần hồng hào trở lại. Cô cảm nhận thấy rõ các tế bào ung thư trong người mình đang dần dần biến mất. Cô ôm lấy Sarah cảm ơn cô bé. Tiếp đó, Sarah lại tiến đến trước mặt một cô bé mù. Cô nắm lấy tay cô bé cúi đầu cầu nguyện chân thành. Không ai trông thấy một luồng sáng thần kỳ sau lưng Sarah. Cô bé mù tháo mắt kính xuống. Đồng tử trắng dã của cô đã biến thành màu đen. Cô cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy cuộc đời. Cậu có một mái tóc màu vàng. Con có thể nhìn thấy sao? Chào mẹ. Tiếp đó, Sarah bước về phía cậu bé ngồi xe lăn. Chẳng mấy chốc cậu bé đã đứng dậy được. Sarah đã tiêu hao quá nhiều sức lực vì giúp đỡ nhiều người. Cô bất ngờ ngất xỉu khi đang đi vào nhà. Bố cô vội vàng bế con gái vào phòng. Mà mấy ngày sau, tình trạng sức khỏe của Sarah cũng ngày một kém đi. Dường như không thể lấy lại được tinh thần. Người nhà đều nhớ lại những lời Sarah nói ngày hôm đó. Cô từng nói rằng Chúa sẽ đến đưa cô lên thiên đàng. Ông ngoại một mình đến bên bờ hồ. Ông hướng mặt về hồ cầu xin Chúa đừng đưa cháu gái ông đi. Ông không hiểu tại sao Chúa đã ban năng lực cho Sarah lại muốn đưa cô bé đi. Xin người đừng làm vậy. Xin người đừng đưa con bé đi. Nếu người cần một ai đó, vậy hãy đưa con đi. Ông quỳ dưới đất tuyệt vọng hét lớn, nhưng vẫn không hề nhận được bất cứ phản hồi nào. Không lâu sau, đã có kết quả kiểm tra của Sarah. Sarah có một khối u ở não và không thể làm phẫu thuật được. Hay nói cách khác, Sarah không còn nhiều thời gian nữa. Bác sĩ giải thích mấy chuyện xảy ra ngày hôm nay với lý do khoa học. Chuyện của Sarah chẳng phải chuyện thần kỳ gì mà những thứ này đều là trùng hợp, nên bệnh tình của những bệnh nhân đó mới được chữa khỏi. Anh nói con gái của chúng tôi sẽ phải chết sao? Em phải nói với con gái em thế nào đây? Em yêu con lắm. Không ai phát hiện ra Sarah đã đứng một bên và nghe thấy tất cả. Sắc mặt cô bé ảm đạm, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn rơi. Cô thấy mẹ như vậy nên quyết định đi ra, vì cô không muốn mẹ vì mình mà đau lòng. Chỉ là con không muốn mẹ buồn. Nếu như con lên thiên đường, con sẽ về với Chúa. Bố mẹ à, con không muốn đến bệnh viện. Con muốn đến hồ cầu nguyện với Chúa được không? Cô cầu xin bố mẹ đưa mình đến bên hồ. Nhưng bố mẹ đã hoàn toàn tin lời bác sĩ. Bọn họ cũng không cho rằng con gái có siêu năng lực gì cả. Vì quá xúc động nên Sarah lại một lần nữa ngất xỉu. Bố bế Sarah đưa cô đến bệnh viện. Lúc đi qua cửa, Sarah vẫn thều thào nói với ông ngoại. Ông nhất định phải đưa con đến bên hồ. Hôm đó, ông ngoại tìm một nhóm thanh niên đến nhà. Đây đều là những người Sarah đã từng giúp. Vì ông ngoại biết rõ, bố mẹ Sarah sẽ không cho ông đưa Sarah ra ngoài. Ông quyết định đưa Sarah trốn viện. Nhưng một mình ông thì không thể làm được chuyện này. Vậy nên ông đã tìm những người đã được Sarah giúp đỡ. Tối hôm đó, trời đổ mưa lớn.
anh trai đẩy xe lăn đưa bạn gái vào bệnh viện. Sarah sắp ra đi, đột nhiên ba người xông vào phòng bệnh. Bọn anh sẽ cứu em ra ngoài. Đầu tiên bọn họ bế Sarah ngồi lên xe lăn và một người ở lại thế chỗ Sarah để lừa bác sĩ. Bên này, hai người đến trước mặt bác sĩ để đánh lạc hướng. Đang nói chuyện bỗng giả vờ tụt huyết áp ngất xỉu. Hai người nhận được tin, bèn đẩy xe lăn đưa Sarah ra ngoài. Chúng ta đi đâu? Đưa em đến bên hồ. Mà thời tiết hôm nay lại không ủng hộ. Trời mưa to một cách kỳ lạ. Nhưng hai người vẫn thành công đưa Sarah lên xe. Ở bệnh viện, bố mẹ cũng đã phát hiện ra Sarah bỏ trốn. Bọn họ biết con gái đi đến bên hồ, vô cùng lo lắng chạy ra bên ngoài. Hai người đưa Sarah tiến về phía hồ. Nhưng lúc này xe cảnh sát cũng đuổi theo. Ông ngoại căn chuẩn thời cơ tạt đầu xe cảnh sát. Ông bắt đầu lạng lách đánh võng trên đường, không cho cảnh sát đuổi theo. Xe của Sarah đang chuẩn bị vào núi, một cái cây lớn bỗng ngã xuống chắn lối đi. Dường như có một năng lực nào đó đang ngăn cản, không cho cô đến bên hồ. Lúc này, một người đàn ông lái xe đến. Đó chính là chủ nhân của con chó đen mà Sarah đã cứu. Anh không nói lời nào, dứt khoát bế Sarah chạy lên núi. Hai người thay phiên nhau bế Sarah để không chậm trễ thời gian. Nhưng giữa đường lại gặp phải một con sói hung dữ. Chú chó đen lập tức xông lên, thân hình bé nhỏ nhưng vẫn điên cuồng sủa về phía con sói. Con sói cũng bị khí thế của chú chó dọa cho lùi về sau. Cuối cùng dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, Sarah cũng đã được đưa đến bên hồ. Ông ngoại cũng đi đến bên cạnh. Sau đó tất cả những người được Sarah cứu cũng chạy đến, không sót một ai. Nhưng lần này kỳ tích lại không xảy ra. Sarah yếu ớt nói không thành lời. Cô từ từ chết đi trên mảnh đất này. Mẹ Sarah bắt đầu lớn tiếng oán trách mọi người. Tại sao lại để phút giây cuối cùng trên cõi đời này của con gái cô ở nơi ven hồ này? Đột nhiên, một luồng ánh sáng trên mặt hồ hiện lên, như cơn lốc xoáy trong màn đêm chiếu rọi mọi người. Chính là Chúa đến để đưa thiên sứ lên thiên đàng. Linh hồn của Sarah bước ra khỏi cơ thể cô, từ từ đi về phía người đàn ông trong luồng sáng. Mà khi người đàn ông quay người lại, đó chính là dáng vẻ của Chúa. Luồng sáng dần tan biến, mặt hồ lại yên ả trở lại. Không lâu sau, bố mẹ đã đưa Sarah về nhà. Bác sĩ tiến hành kiểm tra lần cuối, tuyên bố sự thật rằng Sarah đã ra đi. Lúc này, bố mẹ Sarah phát hiện ra một bức tranh của Sarah. Thì ra Sarah sớm đã biết Chúa sẽ đến tìm cô nên đã vẽ bức tranh này. Mà anh trai cô lại phát hiện ra một bức tranh khác, chính là cảnh Chúa đưa cô quay trở lại. Mọi người vây quanh giường cầu nguyện điều kỳ tích sẽ xảy ra. Sắc mặt Sarah hồng hào trở lại. Cô mở mắt ra, nhìn mọi người xung quanh nở nụ cười. Con nói với Chúa con vẫn chưa sẵn sàng lên thiên đàng. Chúa đã đưa con về đây để con chăm sóc mẹ. Cô bé lương thiện này từ đầu đến cuối đều tin vào kỳ tích. Người tin vào kỳ tích ắt sẽ xảy ra. Người lương thiện sẽ được thế giới đối xử dịu dàng. Có lòng lương thiện lan tỏa tình yêu. Khi đó, bạn sẽ trở thành một đóa hoa rực rỡ, vừa đẹp vừa tỏa hương cho đời.